Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Kênh Học Toán VN. Bài học hôm nay mình sẽ nói về một câu khá là thú vị trong đề thi tích phân mà nó thường xuyên hỏi từ khi thi trắc nghiệm. Đó là làm cách nào để các bạn không thể nào bấm máy tính đối với những cái tích phân xác định ngày xưa. Thì cấu trúc đề thi nó sẽ là như thế này, các bạn để ý ha. Cái đáp án nó sẽ cho dưới dạng là chứa ẩn ABC, thậm chí là DE chẳng hạn. Thì gần đây thì rất rất nhiều bạn cũng học theo cái format là làm sao để bấm Casio, bấm máy tính để giải quyết những cái bài toán này cho nó nhanh. Tuy nhiên, với một lời khuyên chân thành từ kinh nghiệm dạy học những khóa trước, thì anh thấy rằng các bạn không nên học theo cái những cái phương pháp tính nhanh Casio đó, vì thứ nhất là nó không hiệu quả. Nó chỉ hiệu quả đối với những bài toán cụ thể mà các bạn biết trước, thường những cái dạng cơ bản thôi. Thứ hai nữa, nếu mà người ra đề muốn đánh đố các bạn, muốn cho các bạn không sử dụng máy tính, thì người ta sẽ thay đổi cấu trúc này ngay chỗ cái đáp án này, thêm ẩn hoặc là biến đổi cấu trúc đi một tí xíu thì các bạn chắc chắn sẽ không bấm được. Hơn nữa, đối với lại kênh Học Toán VN thì anh luôn hướng các bạn tới một cái cách học, đó là học từ cái kiến thức nền tảng và chuẩn xác nhất để các bạn tăng cái khả năng tư duy. Thì khi các bạn gặp những cái bài toán khác thì các bạn có khả năng là các bạn làm được liền, không cần phải phụ thuộc vào máy tính. Chúng ta tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng máy tính ở những cái tính năng mà chúng ta cần thiết thì chúng ta sử dụng ha. Rồi, như bài này chúng ta làm như thế nào? Nhìn thì có vẻ khá là khó. Tuy nhiên, khi anh hướng dẫn các bạn thì các bạn sẽ thấy rằng nó không phải là một cái câu hỏi mang tính chất vận dụng cao đâu. Đây là một cái câu vận dụng bình thường thôi. Cho chúng ta tích phân từ 0 tới 3, nhìn thấy căng đúng không? Tính S bằng A cộng B cộng C, tức là các bạn cần tìm cái kết quả và đưa cái kết quả về dạng như thế này. Thì các bạn sẽ tìm ra ABC, sau đó các bạn tính tổng. Thì đối với bài này chúng ta thấy chứa căn thì chúng ta đặt ngay căn, đặt U bằng căn với phương pháp đổi biến. Rất là dễ dàng, nếu chúng ta lanh lẹ thì chúng ta để ý khi đặt U bằng căn thì chỗ này thành A mũ U đúng không? Và DU á, thì nó trở về DX chia cho cái này thôi. Được không? U bằng căn X cộng 1. Đó. Thì các bạn lấy DU cho anh. Căn U DU sẽ là 1 chia 2 căn U nhân U phẩy, 1 chia 2 căn U tức là 2 căn của X cộng 1 nhân cho U phẩy chính là X cộng 1, đồ hàm chính là 1 và chỗ này sẽ là DX. Được chưa? Chúng ta nhớ đổi căn ha. Ở đây anh nhẩm đổi căn ở trong này luôn ha. Vậy tích phân mới của anh sẽ chạy từ đâu tới đâu? X bằng 0 mình thế vào đây bằng 0 thì U sẽ chạy từ 1. X bằng 3 thế vào đây là 3 cộng 1 là 4, căn 4 là 2. Vậy tích phân theo biến U sẽ chạy từ 1 tới 2. Chỗ này E mũ U. E mũ U tại vì căn x cộng 1 chúng ta thế bằng bằng U ha. Còn dx mà chia cho x cộng căn x cộng 1 á, dx nè chia cho căn x cộng 1 chúng ta sẽ thế bằng gì? Bằng du nhân 2. Đúng chưa? Sẽ bằng 2 lần du. Rồi, thì đây là cái tích phân căn bản của chúng ta thôi. E mũ U mà du ha, số 2 đưa ra ngoài là 2 nè. E mũ U lấy nguyên hàm ra chính là E mũ U căn từ 1 đến 2. Ta thế 2 vô đây chúng ta sẽ được là 2e mũ 2 trừ cho thế 1 vào đây chính là 2e. Rồi, so sánh ngay trên này chúng ta có ngay dạng ở luôn. Vậy hệ số A tính là thằng mà đứng trước e bình phương. Vậy A chúng ta bằng 2. B chính là đứng trước e. Vậy B bằng trừ 2. Nhớ mang dấu nó theo nhé. Và C là hằng số tự do chúng ta thấy không có thì C bằng 0. Vậy A cộng B cộng C là cộng 3 thằng này lại ha. Vậy chúng ta được là 2 cộng trừ 2 cộng 0. Vậy đáp án của chúng ta là câu C. Rất đơn giản đúng không? Chúng ta vừa tư duy được tích phân, chúng ta tính toán rất là nhanh. Và trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, anh khẳng định rằng nó sẽ không ra quá mẹo các bạn chỗ này đâu, mà thường là chỉ muốn các bạn hiểu được cái phương pháp tính tích phân từng phần hoặc là đổi biến như thế nào thôi. Chúng ta không cần xài máy tính ở trong cái câu này. Rồi ví dụ như bạn nào bấm máy tính thì câu 2 các bạn sẽ bấm như thế nào? À, rất là khó đúng chưa? Ở đây em cho chúng ta tích phân chạy từ 0 tới 1 của cái hàm đa thức bậc tử lớn hơn bậc mẫu, muốn tính chúng ta phải chia ra bằng 1 chia a cộng b nhân log của 3 phần 2 với a b là hai số lớn hơn không, tìm các giá trị của k để cái tích phân chạy từ 8 đến ab của dx nhỏ hơn lim chạy từ 0 lim tiến về vô cùng của cái hàm này. Đó, làm sao mà bấm máy tính các bạn? Có nghĩa là đầu tiên các bạn phải giải cái thằng này, phương trình này các bạn tìm ab, tìm ab xong các bạn thế vào đây là chỗ này là a nhân b để được cái tích phân này, là ra một cái vế bên bắc phương trình này và chúng ta giải cái bắc phương trình bên cái vế bên phải của bắc phương trình để chúng ta so sánh và chúng ta tìm ra k, đúng chưa? Việc đầu tiên chúng ta phải giải cái thằng này, giải cái tích phân này. Thì quan sát tích phân này chúng ta giải như thế nào các bạn? Bậc tử lớn bậc mẫu, nhưng mà ở đây chúng ta thấy dễ dàng, chúng ta có thể tách được chỗ này và chúng ta tách ra này ha. X mũ 3 với lại 2x bình anh đặt ở trên là x bình làm nhân tử chung, trong này nó còn lại x cộng 2. Và chúng ta thấy xuất hiện dưới mẫu là có x cộng 2.
và anh tách ra thôi. Tách ra thì thằng này này mất, còn lại là x bình cộng cho 3 chữ x cộng 2. Đó, nó trở về hai cái hàm rất cơ bản. Và khi chúng ta lấy tích phân ra từ 0 tới 1 thì như thế nào các bạn? Tích phân từ 0 tới 1 thì x bình ta lấy thành là x mũ 3 chia 3. Đó, cộng cho 3 lần log trị đối của x cộng 2. Đó, và chúng ta lấy cận từ 0 đến 1. Và dễ dàng các bạn tìm ra được chỗ này là bao nhiêu. Thế vào đây là 1 phần 3. Thế 0 vào đây thì sẽ là 0 nè. Là 0 nè. Bên này 0 vô là log 2 nè. Là 3 log 2. 1 phần 3. Vậy nó còn chỗ này là 1 phần 3 nè. Thế 0 vào đây anh nhẩm là còn lại log 2. 3 log 2. Thế 1 thì chỗ này sẽ là 1 phần 3. Đúng chưa? Thế 0 anh... từ từ. Thế 1 thì chỗ này là 1 phần 3. Thế 1 vô đây là log 3 ha. 3 log 3. Còn chỗ này sẽ là 3 log 3 nè. 3 log 3 nè. Thế 0 thì chỗ này mất, thế 0 vô đây thì thành là 3 log 2 đúng không? Trừ cho 3 log 2. Vậy chúng ta gom lại nó sẽ là 1 phần 3 cộng cho 3 đặc nhân tử chung log của 3 phần 2. Đó, có dạng này luôn đúng không? Vậy chúng ta tìm được A bằng bao nhiêu các bạn? A chính là bằng 3 nè. B chính là thằng đứng trước log 3 phần 2 chính là bằng 3 luôn. Vậy A nhân B sẽ bằng bao nhiêu? Từ hai cái này chúng ta suy ra được A nhân B sẽ bằng 9 ha. Vậy bên này sẽ là tích phân từ 8 đến 9 của dx. Tích phân từ 8 đến 9 của dx thì lấy nguyên hàm nó sẽ là x chạy từ 8 cho đến 9 ha, là bằng 1 ha. Vậy vế bên này sẽ là 1 ha. Vậy bắc phương trình chúng ta bây giờ nó sẽ trở thành gì đây các bạn? Bắc phương trình của mình sẽ là 1 nhỏ hơn. Cái lim này là tính sao? Lim này tính sao đây? Kiến thức lim lớp 11 ha, cũng hay hỏi trong cái phần tiệm cận nữa, anh dạy rất là nhiều rồi. Thì các bạn để ý lim khi x tiến về vô cùng của cái hàm số ở trên là bậc 1, bậc lớn nhất là bậc 1, ở dưới cũng là bậc lớn nhất cũng là bậc 1 luôn. Và những con số này nó không có ảnh hưởng, chúng ta sẽ đặt cái bậc lớn nhất ra ngoài thôi. Đúng không? Thì các bạn để ý ta lấy nhanh ra nữa, cái đáp án của chúng ta chính là này này. Đó, là cái hàng số đứng trước x ở trên chia cho hàng số đứng trước x ở dưới chính là k bình cộng 1. Hoặc là các bạn học khảo sát hàm số trong cái hàm phân thức hữu tỉ, đây là hàm bậc nhất thôi, thì các bạn cũng dễ dàng nhận ra được. Còn không thì tính chất về lim, khái niệm về cách tính lim thì các bạn cũng tìm ra được ha. Chúng ta đặt cái bậc lớn nhất ra ngoài, chúng ta triệt tiêu thì trong sẽ còn cái này. Chúng ta được cái bắc phương trình này và tương đương sẽ là số 1 và số 1, chúng ta bỏ hai số dương ha. K bình lớn hơn 0. K bình lớn hơn 0, K bình thì tất nhiên là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 rồi đúng không? Vậy để thỏa mãn K bình lớn hơn 0 thì chúng ta chỉ cần một điều kiện là gì? K khác 0 là xong. Được chưa? Đáp án của chúng ta là câu B. Quá dễ đúng không? Tuy nhiên nếu nhiều bạn không biết thì sẽ thấy cảm thấy rối bài này, đi bấm máy tính thì rất là khó. Rồi, câu thứ ba các bạn. Câu này chúng ta tương tự như vậy, tuy nhiên cái hàm của chúng ta bây giờ là tích của một cái hàm đa thức vào cái hàm log, vậy chắc chắn các bạn phải làm gì? Làm phương pháp là từng phần. Từng phần thì chúng ta đặt u là cái gì và v dv là cái còn lại ha. Thứ tự đặt u v của chúng ta là nhắc log nhì đa tam lượng tứ mũ, bạn nào nhớ không? Trong cái chuỗi video 6 ngày chữa mất gốc tích phân thì các bạn có thể coi lại ha. Thì ở đây chúng ta có nhắc log nhì đa ha, vậy chúng ta phải ưu tiên đặt u là bằng logarit của x cộng 1 ha. DV là cái còn lại ha, DV cái còn lại của chúng ta sẽ là 2x dx. Rồi chúng ta đầu tiên là chúng ta đạo hàm du, du là bằng u phải chia u thì nó sẽ là 1 chia cho x cộng 1 dx. V là nguyên hàm, chúng ta lấy nguyên hàm của cái này lên, nguyên hàm hai vế, nguyên hàm của DV chính là V, nguyên hàm của vế này của 2x thì chúng ta lấy ra nó sẽ là 2 nhân cho x bình chia 2, số 2 với số 2 mất còn là x bình, đúng không? Tuy nhiên các bạn lưu ý ở vị trí này chúng ta cần phải tập cái cách mà tư duy cho nó nhanh lên. Ở đây tí nữa chúng ta sẽ có công thức là gì? Tích phân của chúng ta nó sẽ bằng là UV trừ cho nguyên hàm của VDU đúng không? Các bạn nhớ không? Thì chỗ này sẽ có V nhân với DU, tức là chỗ này sẽ có nó ra một cái tích phân mới mà có là tích của V và DU. Vậy nếu các bạn nhân lại, các bạn để ý ở đây x bình mà chia nhân cho cái này tức là chia cho x cộng 1. Vậy nó khó tách đúng không? Thành bậc tử lớn bậc mẫu. Vậy chỗ này anh khôn khéo anh thêm nó vào một hàng số cho nó nhanh, anh thêm nó vào -1. Các bạn thêm bớt hàng số chỗ này không ảnh hưởng gì cả, tại vì khi các bạn đạo hàm hai vế thì chỗ này hàng số nó cũng mất thì về đây nó cũng không có thay đổi. Được không? Tuy nhiên chúng ta phải lanh để chúng ta tí nữa chúng ta tính toán nó sẽ rất là dễ. Thì các bạn để ý khi anh thêm như vậy á thì cái tích phân của chúng ta á, nó sẽ bằng là UV trừ VDU. V đây chúng ta sẽ là x bình trừ 1 nhân cho thằng này là log của x cộng 1. Các bạn lấy cận từ 0 cho đến 2 trừ cho tích phân từ 0 tới 2 của VDU. Lúc này nó sẽ là gì? X bình trừ 1
nhân cho 1 chia cho x cộng 1 dx. Tại sao? Tại vì bây giờ thằng này sẽ là hàng đẳng thức và anh tách được ra chia với thằng này. Rồi, thằng này chúng ta thế vào ha. Thế 2 vào đây, 2 bình lên là thế 0 vô đây ha. 0 vô đây trước để cho nó dễ ha. 0 thì còn lại log 1 là 0, vậy phía sau là mất hết. Thế 2 vào đây ha. 2 vào đây cộng 1 là 3, là log 3. Thế 2 bình lên là 4 trừ 1 là 3, vậy chỗ này sẽ là 3 log 3. Đúng chưa? Nhiều khi anh nhẩm cũng hay sai lắm nhá. Nhớ kiểm tra cẩn thận. Trừ cho tích phân này bây giờ từ 0 tới 2 chúng ta sẽ tách ra. Các bạn để ý ha. X bình chúng ta sẽ tách thành là x trừ 1 nhân x cộng 1. Vậy x trừ 1 chia cho x cộng 1 đó dx đúng không? Rồi, cộng cho nếu ta trên này x cộng 1 thì còn lại là tích phân của 1 thôi đúng không? À, vậy là ghi luôn vô đây cho nó dễ ha. Ghi vô đây cho nó dễ. Cộng cho x trừ 1 nhân x cộng 1 đúng không? Chỗ này các bạn tách là x trừ 1 nhân cho x cộng 1 nè, chia cho x cộng 1. Vậy chúng ta tách ra sẽ cái thứ nhất sẽ là này. Cái thứ hai sẽ là chúng ta triệt tiêu chứ, chúng ta triệt tiêu cái này, cái này. Vậy chúng ta chỉ còn lại gì? Của x cộng 1 thôi. Sorry anh nhầm. Đó, khi các bạn tách nhân tử ở trên á thì chúng ta sẽ x cộng 1 với x cộng 1 nó triệt tiêu còn lại x trừ 1 thôi. Vậy cái này sẽ là x trừ 1. Để đây là tích phân xác định, các bạn bấm máy cũng được, không sao cả. Tuy nhiên chúng ta lấy ra cho nó nhanh là 3 log 3 ha. Thằng này lấy ra nó sẽ làm nhấp nháp ở đây ha. X bình chia 2 trừ x lấy cận từ 0 tới 2 đúng chưa? Nhẩm nhanh luôn ha. Thế 2 vào đây bình lên là 4, 4 chia 2 là 2, 2 vào đây 2 trừ 2 bằng 0, mất luôn. Thế 0 vào đây cũng mất luôn. Vậy cái chỗ này nó bằng 0 mất tiêu. Chỗ này bằng 0 mất tiêu. Vậy đáp án của chúng ta nguyên cái này nó chỉ là 3 log 3 thôi. 3 log 3 đây, 3 log 3. Vậy a của mình là bằng 3. B của mình là bằng 3. Suy ra đáp án của chúng ta là 6a cộng 7b ha, là 6 nhân 3 cộng 7 nhân 3 là 21, 18. Vậy chúng ta được 39, đáp án là câu D. Đúng chưa các bạn? Không khó lắm ha, chúng ta tăng cái kỹ năng tư duy của chúng ta lên. Anh có để rất rất là nhiều những cái bài luyện tập ở dạng này cho các bạn ở dưới này, thì các bạn cố gắng làm và chúng ta comment đáp án ở bên dưới video. Nếu có bất cứ thắc mắc nào thì các bạn có thể mạnh dạn hỏi anh sẽ trả lời nhanh nhất mới có thể. Nếu các bạn thấy hay thì vui lòng subscribe kênh YouTube của anh, ủng hộ anh bằng cách là chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.